Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn với anh chị và các bạn các cái thế của tam sát cũng như là cách phòng tránh cũng như là các cái điều nên hay không nên của tam sát. Trước hết là chúng ta phải hiểu xem thế nào là tam sát đã. Bản chất là tam sát đó là một cái phương pháp mà đó là một cách tính của sát khí gồm đối với cả dương cơ. Cái tam sát này tôi đang nói đến tam sát đối với cả nhà chứ không phải nói đến cái tam tai của cái tuổi tam tai, mà cái này là tôi nói đến cái tam sát trong phong thủy. Thì tam sát được hình thành do là khí của ba phương là tuyệt, thai, dưỡng, tức là những cái vòng của ngũ hành thì sinh ra thì gồm có 12 cái cấp độ. Và từ trường sinh, tức là khóc đầu ngũ hành vừa mới được sinh ra, đúng không ạ? Mộc dục tắm gội, đúng không ạ? Quan đới, lâm quan, đế vượng, suy bệnh, tử mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Như vậy là ba phương tuyệt, thai, dưỡng là ba cái vòng cuối, mặc dù là tuyệt là vị trí của ngũ khí đã tuyệt hết, tức là không còn nữa, đúng không ạ? Và thai bắt đầu là nó thai nghén trở lại, giống như là cái quá trình thụ thai ấy. Và dưỡng là giống như quá trình mà người phụ nữ mang bầu ấy, tức là đang nằm trong thai nghén chứ chưa được sinh ra. Cho nên là ở ba cái trạng thái này khí nó đều là trạng thái khí thấp, tức và hay người ta gọi là trạng thái khí hư hay là gọi là khí xấu. Khí cho phong thủy tam hợp thì người ta nói rằng là cái tam sát gây nên đó là do ba phương khí của tuyệt, thai, dưỡng của địa chi mà địa chi gây nên. Cho nên ví dụ như là mà cái này thì tính theo cái lưu niên của thời vận của năm. Ví dụ như là năm nay là năm Hợi thì chúng ta có tam hợp Hợi Mão Mùi, thì Hợi thì chàng sinh ở Hợi, đúng không ạ? Chàng sinh ở Hợi nhạy, như vậy là ba phương là Thân, Dậu, Tuất là ba phương mà phạm vào tam sát. Đó, nếu như mà sang năm là năm Tý chẳng hạn thì tam hợp của chúng ta là tam hợp Thân Tý Thìn. Thì Thân Tý Thìn thì chàng sinh thinh ở Thân, đúng không ạ? Vậy ba phương là Tị, Ngọ, Mùi là ba phương mà phạm vào tam sát. Nếu như mà đến cái năm mà năm tiếp theo nữa là năm Sửu thì nó rơi vào tam hợp Tý Dậu Sửu, đúng không ạ? Vậy ba phương sẽ là Dần, Mão, Thìn là ba phương phạm tam sát, đúng không ạ? Và nếu như mà vào cái năm là năm Dần chẳng hạn, đúng không ạ? Thì tam hợp Dần Ngọ Tuất thì ba phương là Hợi, Tý, Sửu là những cái phương mà bị phạm tam sát. Thì như vậy thì cái tam sát gây nên bởi do là tam hợp cục của thủy mà gây ra. Cho nên thành ra là chúng ta sẽ chia thành cái bốn cái trường hợp cũng cơ bản như sau. Cái trường hợp thứ nhất ý, đó là trong cái việc mà khai sơn lập hướng, ta khai sơn lập hướng, tức là khi chị xây nhà, xây cái nhà mới, thì đối với cả cái trường hợp khai sơn lập hướng khi mà xây nhà mới mà dính vào cái trường hợp mà phạm và tam sát thì cả âm dương trạch thì tuyệt đối thì các anh chị không nên làm. Và tam sát trong dương cơ hay trong âm trạch người ta chỉ tính, tức là nó chỉ sợ vào tọa, tức là nó sợ vào tọa chứ không sợ vào hướng. Ví dụ như là năm nay là năm Hợi Mão Mùi thì tam sát rơi vào ba phương là Thân, Dậu, Tuất, thì những cái nhà mà có hướng là tọa tây hướng đông thì những cái nhà đấy tức là có tọa thì tọa vào tam sát, và hướng thì không sao, những cái tọa thì dính vào tam sát, thì những cái bạn bất đắc dĩ tức là cùng cực chẳng đã hoặc là như thế nào thì mới bắt buộc phải lựa chọn năm tháng ngày giờ để chúng ta làm thôi. Còn nếu như mà không được thì chúng ta không nên làm, ngoại trừ trường hợp đó là anh chị có căn nhà nó hợp long, và thứ hai nữa là chọn vào được những thời điểm mà nhật việt đáo sơn hoặc kỳ môn vượng khí thì chúng ta mới có thể mà lựa chọn để có được cái phương pháp để chọn ngày và thời điểm đó để có thể mà lựa chọn và dựa chọn vào cả cái bát tiết tứ thời để mà lựa chọn được cái ngày giờ phù hợp và để mà hóa được đi cái sát này. Chứ còn nếu không thì về cơ bản là còn những cái sát này vấp phải thì 10 phần thì 9 phần là sẽ gây ra những cái tai nạn, những cái tai họa về mất người, rồi bệnh tật, rồi nhân đinh, rồi tài lộc hao tán. Vì tam sát gồm có tai sát, tuế sát và kiếp sát, cho nên thành ra là những cái sát này đều là những hung thần cả, không mà khi đã kéo là kéo cả ba chứ không phải là chỉ kéo một cái. Cho nên là những cái nhà mà có tọa và hướng liên quan đến, có cái tọa liên quan đến tam sát thì nó không có nên làm. Cái trường hợp thứ hai đó là khi mà cái nhà của anh chị có hướng phạm vào tam sát, thì những cái nhà nào mà đang trong quá trình mà ở, đang cư ngụ, tức là anh chị đang ở trong đó rồi, đúng không ạ, mà có cái hướng rơi vào ba hướng là Thân, Dậu, Tuất hoặc những cái nhà hướng tây của năm nay chẳng hạn, đây gọi là có hướng phạm vào tam sát,
Nếu như mà bình thường cách cục cho anh chị mà cát thì nó không có vấn đề gì cả, hoặc có người hợp long thì nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tuy nhiên là nếu như mà chúng ta thấy rằng là khi mà cái nhà của chúng ta trong năm nay mà tự nhiên là thị phi nhiều hơn, ra đường dễ ngã hơn, dễ tai nạn hơn, hay là dễ hao tán tiền tài sản hơn, hay là hay ốm vặt nhiều hơn, chứng tỏ là các cái phương thân dậu tuất trong gia đình nhà mình nó bị đang rơi vào cục xấu, tức là ở đằng nhìn đằng trước mặt của nhà mình nó có những cái cảnh tượng nó không đẹp và nó động không đẹp. Ví dụ nhà đang xây dở là gọi là không đẹp, hố ga rồi bể rồi bệnh viện rồi hồ rồi thùng hố rác, tất cả những cái phần đấy đều gây ra cái hình động và nó gây ra cái tam sát, nó tắc phải, nó gây ra cho chúng ta như vậy. Thì khi mà gây ra như vậy thì cái cách hóa giải của chúng ta là chúng ta, một là chúng ta sử dụng cái thước thập nhị địa chi gồm có thập trị quý thần để mà hóa quý thần, vì cái gì nó gây ra do bởi quý thần thì nó sẽ hóa và hóa giải bởi quý thần, tức là gây ra bởi thiên địa chi thì dùng hóa giải bởi thập nhị địa chi. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp thứ hai, đó là chúng ta sử dụng cái gương thập nhị địa chi chúng ta gắn ở trước cửa. Thì cái phần này thì sử dụng thập nhị quý thần thì thực ra thì cái với cái gương thập nhị địa chi thì nó sử dụng nó rất là nhiều việc, kể cả những cái hạn thái tuế hoặc những cái năm mà thái tuế đáo hướng, hoặc là những cái năm mà tam sát đến hướng thì người ta đều có thể hóa giải được. Ngoài ra thì còn một số cách khác nữa, người ta sử dụng phù tam sát để mà khai quang ở đầu năm để gắn, hoặc là sử dụng cái thái tế phù dán trước cửa thì cũng là cái cách để hóa giải một phần cái tam sát. Thì đấy là đối với cả cái nhà một phạm, còn phạm tam sát đấy là trạng thái gọi là thông thường. Còn trường hợp những anh chị hay treo những cái gương bát quái thì về cơ bản cũng được, bởi vì cái gương bát quái thì cơ bản tác dụng là kỵ tà, đúng không ạ? Thì ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều những cái gương khác, như là gương La Kinh hay là cái gương thập nhị địa chi, nhưng mà tôi thấy sử dụng cái gương thập nhị địa chi thì lực nó sẽ rất là tốt hơn, vì cái gương đấy nó làm bằng gỗ đào. Cái chuyện tiếp theo nữa chúng ta muốn nói đến đó là cái trường hợp mà chúng ta tu tạo sửa chữa. Thì nếu như mà chúng ta tu tạo sửa chữa mà tu tạo sửa chữa vào phương có tam sát, tức là nếu như mà năm nay thì cái nhà của anh chị hướng đông tây nam bắc, hướng gì tôi chưa nói, nhưng mà nếu như anh chị tu tạo sửa chữa vào cái phương mà cái ngũ hành nó phạm vào tam sát, thì tức là chúng ta sửa chữa tu tạo vị trí phía tây của nhà hay là tu tạo vị trí phía tây trong nhà, thì cái điều đấy cũng là vạn bất đắc dĩ là không nên, bởi vì chúng ta không động đến thì thôi, mà động đến thì nó sẽ gây ra những cái tai họa. Hoặc cực chẳng đã phải làm thì chúng ta phải chọn vào cái thời điểm mà quý thần, kỳ môn, ký thuần, rồi nhật nguyệt, rồi đáo sơn, hay là chọn vào thời điểm mà ngũ hành vượng khí của vị, hay là chọn vào những cái thời điểm mà kỳ môn, sử dụng kỳ môn độn giáp để chúng ta lựa chọn cái cát thần để đáo đến để mà chúng ta hóa giải, cũng như là lựa chọn ngày giờ để chúng ta tu tạo sửa chữa, bởi vì chẳng may chỗ đấy nó vỡ đổ gãy hay là ẩm mốc thì thà thì vẫn phải sửa, chứ còn để bẩn mốc ẩm gãy như thế thì nó còn gây ra những cái tác hại, nó còn hại hơn. Cho nên là chúng ta cần phải điều chỉnh và xử lý, lựa chọn lên năm tháng ngày giờ, chứ vạn bất cứ gì chúng ta cũng không nên là tu tạo hay động vào cái phương tam sát này. Trong những cái sát hàng đầu của phong thủy thì tam sát đứng số 3, cho nên thành ra là những cái tam sát mà gây ra do cái việc mà khai sơn lập hướng, hay lựa chọn năm tháng ngày giờ, khai khởi công động thổ, hay lựa chọn năm tháng ngày giờ tu tạo sửa chữa, hay là cất nóc nhập trạch mà làm cho cái cục thế hay là cái hình trận của chúng ta tự nhiên nó rơi vào cái thế cục của tam sát, hay là những cái phương án chọn ngày bị rơi vào tam sát hay là kiếp sát, thì nó đều gây ra những cái tác họa cho cái người mà sau này mà vào đó cư trú là nó có vấn đề, hoặc trong quá trình thi công thợ thuyền lèm nhèm là rồi nó cũng có vấn đề. Nên nha, là chúng ta cần phải hết sức là lưu ý những cái trường hợp này khi mà chị mắc phải. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi kênh chia sẻ kiến thức về phong thủy của Phong Thủy Tam Nguyên. Xin cảm ơn.